GAU-8 Avenger là pháo chống tăng đa nòng, có khả năng xuyên phá mạnh nhất thế giới, được trang bị chủ yếu trên cường kích A-10 Thunderbolt của Không quân Mỹ. Được tập đoàn General Electric chế tạo vào năm 1977, GAU-8 là loại súng rất dài và nặng, dài 6m, nặng gần 2 tấn cả hệ thống. Khẩu pháo nẹp đặt trước mũi máy bay và gắn kết với cấu tạo của A-10. Nếu không có khẩu pháo nẹp, máy bay sẽ không cân bằng và không bay được. Pháo sử dụng cỡ đạn 30x173mm và có tổng cộng 7 nòng xoay. Do sử dụng cơ cấu nạp đạn bằng điện, khẩu pháo này có độ giật cực nhỏ và thậm chí có thể coi là không giật với cơ chế thoát khí sau. GAU-8 có tốc độ bắn tối thiểu là 2.100 phát trên phút, tối đa lên đến 4.200 phát trên phút, nhưng khi lắp lên máy bay đã được tinh chỉnh còn 3.900 phát trên phút. Với nòng pháo dài hơn 2 mét, sơ tốc đầu nòng của đầu đạn đạt tới 1.070 m/giây, nhanh hơn tốc độ âm thanh. Tầm bắn hiệu quả của GAU-8 là 1.200 m, tối đa là 3.600 m tùy điều kiện tác chiến. Đạn pháo GAU-8 có thể bắn xuyên thủng lớp vỏ thép dày 69mm ở khoảng cách 500m hoặc bắn xuyên lớp thép dày 38mm ở cự ly 1.000m. Dù cỡ đạn chỉ 30mm, tuy nhiên, khẩu pháo này có thể hạ gục nhiều loại xe tăng chủ lực chiến trường, kể cả khi không xuyên được qua lớp giáp phản ứng nổ của xe tăng. Nhưng đạn của GAU-8 cũng có khả năng làm hư hỏng nặng các bộ phận cảm ứng điện tử bên ngoài xe tăng, khiến nó không thể tiếp tục tham chiến.